Làm gì nằm đây quá à? Trơn đắng cái đó gì mày? Mày trơn đắng làm gì? Nó đi học nó chưa về đâu, tới tối nó mới về được. Mà nay quay gì mày? Tao cũng chưa biết quay gì nữa, mày suy nghĩ phụ coi. Đây nghe, tụi bay làm gì ở đây hả? Tao đang suy nghĩ muốn quay gì mà không suy nghĩ ra được luôn nè. Chồng ngồi với anh. Lấy bản ngồi đây. Hay là bây giờ mình đi đi mò đây. Mò mò gì anh mèo? Ừ mò mò gì thôi. Mò thì một cái với một cua chứ mò gì mày? Trời ơi, là em tưởng mò mò cái đó. Cái gì mày? Thằng này đó suy nghĩ với bả nè. Tưởng mò heo rồi. Mấy bạn thấy nè, mình bảnh trai không? Hết cái đầu cắt môi à. Mình nữa các bạn. Sao mà hết cái đầu luôn ngáo với mày? Hết 6 tỷ ra, 60 tỷ chứ. Đầu mình vậy? Chỉ giá 20k nha các bạn. Nói thiệt với bạn luôn, cái đầu mình là không ai có nha các bạn. Tính ra em cũng giống anh mày. Ủa hả? Gì? Bữa bắt cá chỗ nào mà nhiều chứ hả? Bắt dưới sông chứ đâu à. Tao không biết mày bắt dưới sông rồi mày bắt chỗ nào. Chắc chắc nó nói là trong ha anh mèo. Mày im, mày để con quà nói. Mày cà lắm mà mày nói nhiều vậy. Thuận Tí nói đúng rồi đó, cá trong hang chứ đâu mày. Thôi đi đi, tao thấy trễ rồi đó. Đi đi, đi thôi, đi nét căng. Nét căng là gì mày? À lộn, nét go. Trễ trời, let go mà cũng lộn nữa, tao lại mày thiệt á. Vô quên. Nha các bạn, mấy anh em mình tới chỗ đó bắt cá rồi nha. Đây quẹo nó xong rồi nè. Giờ sao gì mấy bạn cười quay vậy? Thanh niên. Ủa, thanh niên này à? Đây nha các bạn, trái táo của thanh niên thật. Ủa có gì đâu, trái táo bây đâu cười vậy? À, các bạn đang thắc mắc tại sao mà đâu ra thanh niên thật lòi ra phải không? Cái giáo thúi à. Thì đây mình nói luôn là hồi nãy thật mới học về thấy mấy anh em mình rủ đi luôn nha các bạn. Dạ đi nha. Nói chọn mà đi hoài. Có nghe bạn được trai không? Chơi trai lạnh lắm. Các bạn thấy mình mới tóc đẹp trai không? Giờ sẽ là clip nhúng cam gà cuốn phố xuống nước nha bạn. Nhúng cam gà cuốn phố xuống nước. Tao không mượn camera nha, mày làm sao mà tao trả về nó trừ lương tao đi. Các bạn giờ mà đầu của nó nè. Thôi rồi cái đầu. Cái đầu của thanh niên này nữa. Đầu 60 tỷ. Trời ơi, lột cá bộ lưng lên. Lẹ thế nè. Thôi bơi. Lẹ. Thiệt. Thôi. Ui, cá bộ. Lột cá bộ lưng. Trời ơi, nè, cái bộ lông. Đâu? Đây nè. Có không mấy ông nội? Trời ơi. Quá trời nó bộ lông. Ngu quá mày. Nó đang con gì hả? Hồi nó chưa đi mòi nha bạn. Không là hồi có cá ăn nhóc luôn. Không là hồi có cá ông nội. Nói giống như ngựa. Ui đây có cây nè, cảm hứng nè. Thấy không? Cái này bị kiến ăn rồi nha. Trời trời trời. Ui, 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 ui. Có hàng. Đốc không à? Có hàng nè. Nè đút đi, không dám đút. Hàng mà không dám đút, tôi lại mày. Ừ, chứ nhập đâu. Có hàng nào đâu. Trong khi mấy anh niên đó đi mò cá bạn. Mình ăn táo cho đỡ buồn nha bạn. Ủa đây, ê ê ê ê. Có cái na nè. Đâu có trái không? Kìa trái bươi chà bán. Cái gì? Bươi chà bán. Lâu lâu nói. Đâu có chà bán. Ừ, cuốn rồi. Đó. Lên hỏi. Lên nếp. Theo phong tục các bạn. Mình ăn táo thôi, mình phải xíu găng nha. Mà mình không có đem tao xíu găng cho nên mình sẽ bằng cây nha. Lên lên lên. Kiếm vài trái review cho bạn xem coi. Mình xuống dưới mình lụm xình mình tống xuống nha. Mắc mèo. Trái chà bá luôn ơi. Kìa thôi. Trái chà bá luôn kìa thôi. Thôi. Gì? Lụm lên. Đi cà ná kìa. Rồi hai trái cà ná rồi. Giờ trời, nó chua. Để ốc ác.
Rồi. Các bạn xem hai trái cana nè. Đáng cá nhiều lắm. Trời ơi. Bà các bạn ăn cana nha. Đi không? Đâu cái gì? Đâu đi. Thấy lên, thấy lên. Đi bay. Cana mầm dục. Dục đâu? Cana chua lắm nha bạn. Sẽ đó. Cana mưa mình chua lắm. Cana quê nó ăn nào ngọt kêu mình ăn. Cana quê mình chua. Ôi, xuống mày. Ôi. Xuống nhanh đi, bỏ ra đây. Mày chơi vậy luôn hả mày? Khóc quá vậy. Kẹt con em ơi. Mai sao mà không được con nào hết bay? Mày biết gì mày, mày chỉ chỗ mà. Chắc mày nước lớn quá. À mẹ gì nữa ba? Tí nữa em cầm tụ tụ một cái cho nha. Hả? Sao vậy? Hồi nãy em một cô ở dưới á. Cô nó kẹp em đa chết chết bạn luôn. Liên này nữa. Sợ luôn, cua kẹp cái sợ luôn. À, mày muốn một cua á thì phải liên hệ qua cho anh Thật. Anh Thật một cô không bị đỉnh á. Từ từ quay, từ từ. Dạ. Thằng Tự nó ém tôi vô một đống ra luôn. Dính cái nào cái nấy cỡ này nè các bạn. Rồi giờ mình đi mò tiếp đi, không không có cá ăn giờ. Giờ đi bắt chuột nha. Nó lại rồi. Nó lại lắm. Hôm nay xui quá. Hôm nay nước người ta đang cài nên ít cá. Ủa nước cài liên quan gì hả? Rồi xuống đây mò đi. Trời trời, nãy nó mới sợ cua kẹp mà giỏi xuống trước kìa. À đi, có cái hàng gì mà nó qua bóng bóng mà nó có còn to nữa. Thiệt không? Thiệt, để tao. Trời trời, lẹ thôi. Ăn bóng có gì có cá lớn á, nó xa sâu lắm. Ra đi. Con mèo không vậy? Cá lớn đó. Chứ là trúng ánh rồi các bạn ơi. Cái gì vậy? Biết gì không? Cái ông bụng chà bá luôn. Cái gì vậy? Thanh niên này nó trời. Trời ơi trời. Trời thiệt chứ. Gì thằng? Hàng cá cá mà. Trời ơi, chán mày quá mày ơi. Ui cua. Lụm ơi các bạn ơi, cua lụm. Có không? Có. Cua hàng cá gì vậy? Cua không có cái ăn rồi bắt đại con cua lên nhâm nhi cũng được, bắt lên luôn có cái mày bắt nha. Ôi da cua lộn cua kìa, thơm thơm đây là cua rồi. Mấy anh niên kia qua bên bờ bên kia các bạn ơi, mò bên đây cái. Ủa rồi thỉnh tí đâu ta, nãy kêu lên bắt con cua bỏ vô tụng mà đâu rồi, để mình lên coi nó cái coi gì vậy, làm gì mày con này. Nó hai càng. Ồ. Thường là có 8 chân. Ồ. Và bây giờ còn có cơ 7 chân à. Đâu. Trời trời vậy mày cũng nói nữa thì bắt ra nó gãy cái chân. Đó. Trời trời bắt cô mà dẹp vô người tao cái đi mà bắt cá nè. Thiệt chứ bực mày ghê luôn á. À. Dạ. Nó bắt kẹp. Sao mày đưa cái tay vô cái càng? Con cua bỏ vô đây tao đi mò à. Lẹ nha. Vậy mình cũng hỏi nữa bạn ơi. Thiệt, bó tay này luôn. Cái gì hả? Gì hả? Lên kẹp ơi. Còn cua đâu? Cua đâu? À biết. Trời mày nhảy mày gì đem cua theo làm chi vậy? Để nó chạy sao? Trời ơi, mày để vô đây mày thả nó luôn, mày kêu mày để chỉnh nó chạy. Thôi kệ đi, bắt con khác. Trời trời mới được có con đó. Đi bắt con khác đi, coi như con đó không tồn tại đi. Thức mày đi chứ. Nãy là Tý. Làm gì hả? Tý tiểu ra. Trời ơi. Quay bằng mang. À gì vậy? Nước thì tiểu được người mà sao lên bờ là làm chi? Tiểu nó vô mình lặn hả? Lại đi. Trời trời đi bắt cá mà đủ thứ đó các bạn ơi. Coi điện thoại. Ấy chết chả luôn. Để cho nó đi. Mình đi bắt cá đi. Gì?
Dạ dạ mày, mày đi tiểu mày nói gì đang thui. Đâu đâu lên đây. Lẹ nói gì chả này kìa. Đi tí này lâu. À đâu? À đâu? Kìa. Ôi ông rồi. Phải không? Ông rồi. Ông rồi, tiểu ơi. Ông rồi. Ờ. Lẹ. Lẹ nó đâu? Kìa. Kìa. Ờ ơi mày lé sao mày thấy? Thôi bỏ đi mày ơi. Mày lé mày không thấy đâu. Ui giờ sao bắt nó? Để cho ăn hoài với thần hội nghiên cứu thôi rồi. Ông rồi. Ông rồi. Ông rồi nè. Ông rồi bự dính nè. Kìa. Ông rồi. Sao? Đâu. Đó. Ê. Được không? Được nha. Lên làm mấy thôi. Ông quẹt mới được. Con quẹt mới được. Ông quẹt. Quẹt. Mà bây giờ thì máy cưa cái cây gồ mình là ông rồi. Thôi mày nhảnh quá mày ơi. Sao? Giờ sao? Để sao nè. Được. Lấy cái cây đi. Lấy cái con Diệp á. Lấy con Diệp bó lại. Đẩy lên luôn. Đẩy cái nhánh nó lên. Ừ, chơi gãy luôn. Nghe tao đi. Đến rồi. Giờ sao á? Giờ sao ta? Sao giờ? Phải con quẹt mới được. Mà công nhận nha thật. Gì? Mày đi vệ sinh mà mày cũng may mắn nữa. Sao mà hay tao đái là gặp vàng đó. Các bạn chắc không biết vàng là gì đó. Rồi giờ dùng tuyệt chiêu đi. Thôi bây giờ thiếu con quẹt hết ta. Bây giờ không có con quẹt mình chơi theo kiểu không có con quẹt luôn. Lẹ thôi. Khoan bây giờ nè. Bây giờ cho nó leo lên mình lấy dép mình thống nè. Leo lên lấy dép thống. Ok. Ok. Bây giờ lẹ đi ông mở đưa thật đưa cây lên kìa lẹ. Rồi cất cười kìa. Thật đưa cây cho nó coi. Đâu ra đâu. Được không cây dài không? Dài lắm. Được không lại? Từ từ nghe coi để tao học lên thử đi. Tí nào nghe. Bây giờ nếu mày muốn có mực ăn thì mày để cho nó bắt. Còn mày không muốn thì mày không được ăn đó. Tao cho mày. Thôi để cho nó lấy đi thôi coi. Nè thật cầm quay cái ơi. Ông nè chết. Thật. Thật. Cầm cam cái để mấy anh em tao bắt cho mày quay đi. Thôi. Nè quay cho bạn xem. Để em quay cho. Mày quay thấy dưới đất không? Không có thấy mấy tao đâu. Mày đừng quay mày ơi. Mày giống anh Bạch Lát. Mày dưới đất thôi. Mấy anh em mình chờ thôi. Mấy anh em làm vậy. Ê. Nè cái nè. Cái nè. Ta chọc lên gớt xuống luôn nè. Được không? Ta chọc gớt xuống luôn. Chú Nguyễn hả? Đi giúp. Chưa. Ây da. Lẹ. Bây giờ gớt chỗ nào để mấy tao chụp nè. Em quay cho. Thôi mày ơi. Em nó nói thiệt. Thôi. Ừ mày chọc đi. Tao lấy cáo con nhã là hứng chưa. Thôi lên lên lên. Thôi chết mày tao nhìn tao rồi. Mười mấy mũi. Vô ơi chọc ổn đi được. Mười tự hiền. Thật. Nghe về tên Thật. Thật. Tao mày đứng đây hơn. Cười chơi sao nữa. Bây giờ mày chọn cho nó xuống luôn nha. Mấy tao còn áo hơn. Ê cái gì đó hả? Nghe vậy nha. Nè. Tự cái tóc ở nhà đó tao. Các bạn coi kỹ năng. Các bạn coi kỹ năng nè. Trời. Hả? Hai thằng super kia gọi làm đi. Hai được. Hai tao cầm áo đi nè. Để cho thằng Thoại tính. Banh cộng cộng ra. Giờ đây nha các bạn, giờ là Thoại chọc mà gớt của ông là anh em mình chụp đi nha các bạn. Đâu phải tụi mày thọc cà na, thọc châm gì đâu mà tụi mày hứng. Hứng cho chắc ăn. Ừ, nó quất tụi mày đứa ngủi. Xin lỗi thôi. Cho em một cái cáo đi. Bây giờ mình sẽ đi ra ngoài xa cho chắc ăn nha các bạn. Cây game bất tử. Thôi ngồi đây. Chạy đi. Chạy. Chạy ơi. Một con. Một cục ong luôn. Anh niên này nhanh chứ vậy.
Ninh Ninh này ra tới mấy bạn ơi. Lẹ. Dạ. Chào bạn ơi. Chào các bạn nha. Ông chứ gì mới phát hiện của ông nè. Anh ba. Lẹ anh ba ơi. Ô ông anh ba ơi. Ô ông. Nè kia sung sung nào lên trước nha. Trời ơi, ngon ngon. Wow. Lấy thử. Lấy mà né ra nha. Đi đưa cho tí đem xuống đây. Anh ba. Chào mọi người đi anh ba. Anh ba đi đâu cả hồn quẹt kìa. Anh ba đi đâu vậy anh ba? Ta đi đốt nhà mấy ngông rồi. Ba cầm quay giùm em ơi ba. Nay anh làm caramel giùm em cái nha. Ok. Nói chứ một hồn ăn mình cũng làm rồi các bạn ơi. Ê có cổ gì đen đen kìa thổi. Con sao vậy? Ai trời. Có ai chẹt đầu luôn á. Ê mày cái này anh em mình đi. Rồi ra ngon nha bạn, cái đây mình kiếm cái đây mình kiếm. Ê ê đi thật. người ta từ tiểu á là người ta nhìn ở dưới, còn anh tiểu là sao nhìn ở trên. Em quen người đó vậy, tao tiểu là tao nhìn đi dưới trên không. vậy từ tiểu nhìn ở trên sao thấy đường đá. Thôi là đá bảy mà. Đi thẳng để trên sao mày lầy dữ hả? Tiểu mày. Thôi rồi. Vô thử đi. Lỡ lỡ mày. Lỡ đây đang tiểu con. Mày nói con... nhiều quá mày ơi. Lỡ đang tiểu con ông mày nghe. Lỡ đang tiểu con của nó định nó tát vô. Rồi vô. Đang tiểu mà không chín chín cái kim nhỏ rồi. Rồi review đi, review đi. Ăn giờ nhưng mà ăn sai đó. Nhanh. Nhanh. Rồi qua lượt. Qua lượt. Qua lượt. Qua lượt. Ai qua lượt? Tân Hòa. Qua lượt. Chết. Mày cái tội cho ăn mà không ăn, qua lượt. Rồi đứa đường cái à. Thôi bạn nha. Giữ mày. Lên bà, lên bà. Anh ba. Từ từ. Chưa kêu để cho mày ra lại nếu anh ba gần cấp rồi. Anh ba gấp quá. Vô anh ba. Mày muốn gắt coi. Để cho ba, để cho ba. Chưa vào mày, chưa vào mày. Trời ơi. Tới lần tí nó nghiện lắm rồi. Nhanh hấp. Mời các bạn ăn nha. Vô nha mày. Sao chị ăn biết. Rồi tới ngặt kìa. Ơ nhiễu mặt vô ai nhiễu. Vô. Lẹ lắm. Người ta quay qua đây cháu bạn xem. Anh nghĩ là mình quay qua anh kia. Rồi. Quá luôn. Xin lỗi em. Trời ơi. Chết rồi. Vô lẹ ăn. Thôi, con cái em mày. Đâu. Mời các bạn nha. Trời nó dưới đây nè em nội. Xiên. Nếu mày nhiễu. Vậy giờ tới mình nha các bạn. Hình như là caramel thường hết luôn rồi vậy. Đúng rồi đó. Một. Vậy ăn này. Hưng. Một. Hai. Mời các bạn nha. Trời ơi. Ê. Rồi. Mở miệng luôn đi. Trời. Mở miệng. Chứ hồi mà thanh niên thật các bạn đi mà có bái bái á, các bạn bỏ qua nó tại vì nó ham ăn quá rồi. Đi ăn cái gì sắp sắp nè. Thôi nãy giờ lo gì mà quên bắt cá rồi kìa. Tới. Cái gì? Để mày nhớ mày bóp mà nó tiểu quá mày nhìn lên trên nha. Có mà ông ăn nè. Thôi ba. Ủa? Mày nói chuyện mày chụp cái sáp ra. Tao lấy đực mày chuyện đi nè. Đi. Tiểu á là... Tiểu đúng không? Thôi bạn ơi, mấy bạn đừng nghe này nói nha. Rồi mình xuống bắt cá nè. Xuống luôn ba, xuống luôn. Đi ra nào. Tôi quay từ. Nào số em hả? Tao không nói hai thằng kia số mày đâu nha. Ai đi con này. Xuống lại lên, cái này lên. 1, 2, 3.
Xuống nè anh. Ba. Ê, tao cầm camera nha. Tao đây, tao không giỏi nha. Ê, tao thấy cái này bên đây nè anh em. Thấy cái giường này nè. Ê, qua đây nè. Ê, có hàng nè. Cái gì hả? Cái gì hả? Cái gì không? Dẹp, 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 dẹp xí. Bỏ anh qua bỏ anh nè. Qua đây nè các bạn. Để thầy. Hay lén không? Lén. Hỏi lên đây nổi. Vậy. Lên đây nè. Đây nha các bạn. Mới thấy được mấy mùi mì nha. Mì nè. Ôi có củ luôn. Có củ luôn nè. Mì thôi. Đây nè. Đây nha. Quá trời ơi các bạn ơi. Vui vui vui. Khoan vậy. Em là chuột em chùm chùm vui vui đất nè. Rồi qua đây. Rồi làm thủ nha bạn. Ta thấy mày vui vô củ mì không luôn á. Trời ơi. Mì mì. Có thầy tí đại gì con đó. Ôi, hay quá tí. Chị ngu. Rồi củ kia đâu? Trời ơi. Trời ơi. Một củ nữa nha các bạn. Kể gì con củ bằng củ nữa luôn ra. Nghe các bạn. Bao nhiêu kìa? Bao nhiêu kìa? Đuối ơi, đuối ơi. Thôi. 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 Anh ba giả tạo lắm. Gửa gửa. Anh ba giả tạo luôn các bạn ơi. Cứu cái anh ba. Lớp lớp đi nè. Nè mì một quang hả ta? Đó. Cái con khác kìa. Mì một quang nha các bạn. Biết kìa. Ê. Bạn luôn. Rồi. Đây. Lên. Vậy cái Mày đưa giống như là không có thì mình ăn cái nào có thì mình ăn. Bạn nào không có mình không ăn. Hiểu luôn nè. Không phải là clip nào anh em mình đi bắt cũng chọn nghiện đó bạn. Đúng rồi. Có clip có, clip không các bạn ơi. Mà chắc clip này mình nghĩ không có. Thôi đi nha. Thôi mở ra. Con cua đừng đưa Hận Tí cầm nữa. Đây rồi. Ôi. Đưa Hận cầm ra. Mày làm gì vậy? Hãy lên. Để cho Hận đi. Rồi xảy rồi. Trẻ là nhã lắm luôn á nha Tí. Qua anh ba đi. Hãy lên đây. Mồi một con cua nha các bạn. Mồi đấy con nào nhã? Đang mồi nè. Đây con hen nè. Hen trên bờ sao có mày? Có khi có sao? Làm gì có được, hen trên bờ mà. Bây giờ vậy nè, anh em tập hợp. Tập hợp. Đừng vậy à. Ê. Còn mày cưng với ai? Cưng gì? Dạ. Con cua mới để cho bụng tao. Bây giờ vậy nè. Mình lỡ không có cá rồi mình tổ chức cuộc thi đi. Cái gì? Thì cuộc thi đúng không? Hồi nếu mình có gì mình ăn cái đó đi. Bây giờ mình tổ chức cuộc thi chơi nè. Thì bắt cá hả? Không, bây giờ cuộc thi là bơi ngửa. Nhưng mà phải cái này bơi ngửa không có dễ đâu. Mà khó là đương cua lên thật. Đang bơi ngửa đúng không? Đúng rồi. Mình để con cua lên bụng rồi tao đếm tới bao nhiêu giây đó. Người nào bỏ con cua lên bụng mà được bao nhiêu giây đó người đó sẽ chiến thắng. Ha mà đợi để chú siêu đi. Đây, con người con cột sẽ được thưởng cái này. Thôi. Không chơi vậy. Gọi chưa? Gọi chưa? Vô. Đặng làm trước. Rồi ai để con cua? Không, nâng nó lên không? Nào, dạ vậy nè. Nó nằm ấp lên. Dạ hai thằng đứng hai bên, nâng.
Ờ rồi nặng vô mày quà lại nặng này à, nó kẹp tao chết á không kẹp đâu dở ra dục vô rồi một rồi điểm nè để tao đếm từ từ rồi bẻ hai cạc đi bẻ hai cạc đi bẻ hai cạc đi không chơi vậy được kẹp hai bên đi không có đâu một hai để tao đếm nè rồi bỏ lên đi bỏ lên đi không đi đi ba từ từ dạ rồi vô 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 điếm nè bệnh lại nha cái chuyện gì vậy hai bên này có chuyện mới chạy á chị cao bên thấp như vậy ui để rồi để đi một hai đếm một hai ba bốn cao đúng rồi tôi kẹt đau chết luôn mắt bên cô là cũng tiên kích tốt quá đi mà cao tiếp à thôi cái gì vậy cao bự lắm rồi cái gì vậy lẹ tôi thử nè anh em tập trung nè cái này không một cái đâu ngoại trời tập trung ơi anh ba vô anh ba tụi bay lại xiết bay chuẩn bị cho anh chuẩn bị đi okay. Trời ơi, tôi lặn trước mắt con cá này lên mới được, dữ lắm rồi mày ơi. Cái gì chứ, tao ngồi trên tay cầm quay lặn con cá luôn nè. À, anh em con cá bự. Thôi các bạn ơi, anh em không đâu mà mình bỏ cho anh nhảy à. Lên lại đây nè, anh nhảy. Gì đó gà gã cho con cục xịt trên đầu anh. Ủa, các bạn coi cục xịt của nó nè các bạn. Để trời. Ai da lại đừng chơi tao mà. Lỡ rồi. Ê, cam ra bắt tử nghe, tụi bay tắm vô đây là chết ha. Ê, đừng. Các bạn, công nhận cam ra của anh Phú lỗi thiệt chứ. Đang quay cái khúc hay hai đứa mấy đứa này đang cho nó bạn. Tự nhiên tức ngang. Trời ơi. Đọc coi. Hơn cam ra cơm vô. Đang lụ lụ đây. Trời. Đưa tao cũng hai để nó coi coi. Hả? Nước hai anh nhé bạn, giờ cút cái nịt anh. Chờ mấy em sẽ đi nướng mì nha các bạn. Lạnh quá các bạn ơi. Lại gì cười quay quay. Cũng mì cũng nặng bự quá kìa. Ây da. Mì tính làm món gì ăn mày? Mì luộc. Gì? Gì thật? Mì luộc không có nước. Giờ lấy củi xong rồi lại nướng nha các bạn. Chứ không lấy củi sao nướng được. Sao bậy nướng đâu cộng cộng á. Đây nè. Nè, hột què. Quẹt nè, bà lấy nha. Thôi để cái mì lên nướng tự nhiên đi. Bây giờ mình ăn ấy. Bây giờ mình ăn tự nhiên, mình phải nướng tự nhiên. Hiểu không? Mày làm gì nó vậy? Mày biết gì vậy? Cụ mì xí tơ không đòi cuộn bột và tân về lưa lắm. Đâu đâu mà bị sẵn sàng hả mày? Bây giờ mình dục mì vô nướng tự nhiên ha. Chưa có lửa sao được. Trời trời. Thằng này. Chưa, tao đừng có dục vô. Tao đã nói mày để tao nói thôi. Mày đừng có làm chứ. Mấy tao chưa đốt lửa lên mà nó dục vô luôn rồi kìa. Trời trời, đừng ơi. Gì anh ba? Lạnh quá mày ơi. Hả? Lạnh quá mày ơi. Lạnh đốt lửa đây thôi. Tao chưa kịp ăn cơm nữa, tao quay nữa tao đi xịt tồn. Trời trời, ăn cơm gì nữa. Tao chết luôn. Rồi xong rồi tối nay về nghỉ nằm luôn rồi. Ê Đặng, gì mày? Nay thấy hai thiếu hai bạn nữ mày cảm giác sao? Buồn xíu thôi chứ không có vậy đó. Rồi tao quay thấy sao? Thấy chống chạy quá. Chạy bởi vì ba toàn đi sắp sắp rồi. Thôi chống chạy là sao? Ý tụi bay nó là cái gì hả? Không. Thiếu vi giái đúng không? Tại vì vi giái đi bán đồ của anh Đặng ngồi đây bắt cá. Vi giái vi vụ ấy bán độc quá nha các bạn. Còn anh ba đi bắt cá nha các bạn. Còn nữa tắt luôn rồi.
Đây các bạn, mình kể các bạn nghe câu chuyện nè, mình cũng không muốn kể đâu. Thiệt là bữa trước á, mình có lỡ cho anh Thật Ghẻ. Cái ông rồi Thật Ghẻ đi xóa game mình. Thôi, tối nó mới nhắn mình là anh Thành ơi cho em xin lỗi. Em lỡ xóa game của anh nha. Đó, các bạn biết anh Thành cho anh gì không? À, hồi nãy mình có kể các bạn rồi đó. Là anh Yên Thật ngủ quá, anh chạy được rồi anh để cái mặt kẻ đầu chó vô sát bên mặt của anh à. Cái đằng tên là Thật đầu chó luôn. Anh Yên Thật cay lắm các bạn. Em cho anh làm nói vậy. Ai biết đâu, tại anh nhìn Thật giống khỉ quá. Anh lỡ anh lại giùm cái ai về đâu y gan luôn. Anh em xin lỗi mà anh còn nói. Rồi sao ghẻ, cưng thấy sao? À, cưng xóa game anh rồi, cưng thấy vui hãy dạ chưa? Chưa. Còn nữa đó, Thành anh tải lại là gọi đó. À, mày còn liên quân với Thành. Không, anh ba còn game với cái chung nữa. Dạ, thiệt nha, mình không có chơi ba mấy game bạo lực đâu. Mình chơi cái mấy game bạo lực như là ship hình nè, cái lô cấp ti rồi nè, mình chơi mấy game đó không à. Mấy game súng như... À, em biết rồi. Nhàng, game nhẹ nhàng không à. À, xe vừa để hình cũng cuộn hết luôn cái tì. Vậy đó là coi. Xe vừa để hình cuộn hết luôn cái tì. Anh thấy vậy thì cứ hơi để hơi nhiều đó nha. Đi cho em bỏ mặt kỳ kỹ lắm. Của nữ. Mình không có đâu nha các bạn, mình không bao giờ sử dụng app của nữ hết trơn á. Anh Thành biết chơi trò gì không? Ủa đó thấy anh Thành chơi trò gì mà mặc váy chơi em sao? Cho nên cho trang điểm cho hắn theo cái gì? Tụi bay nói vậy cũng được nha. Chơi trang điểm á. Mấy anh đó nói sai rồi, mình chỉ chơi gọi là trang điểm cho công chúa thôi. Đây là đọc tên thôi nha. Đã nói là mấy game đó bạo lực, tao phải chơi để học hỏi hiểu không? Cửa gì vậy? Chưa lắm gì cười. Cửa gì? Em bắt mất cười thì em cười rồi. Ê, lại đây tôi kể tụi em nghe chuyện này nè. Gì vậy? Bao hài luôn. Thì hồi bữa thì ở trong shop mình đó, tụi mày biết rồi. Khoan, Thật quay đàng hoàng như Thật. Ok. Chất lượng vô nha. Thì trong shop mình đó. Chứ. Trong shop mình đúng không? Tụi mày biết rồi. Đây, coi cho mày nghe nha. Ok. Thì trong xóm mình người ta đang làm lộ. Đúng rồi. Với cái lộ đó người ta làm là có con tin. Đúng rồi. Thì không, tao không hiểu sao mặc dòng lái xe lù á, ổng nghe nhạc giật. Ổng đeo tay phone. Ổng đeo tay phone. Phone mà ổng nghe nhạc giật cái gì á. Xong rồi tao nhìn ổng, ổng lái mà tao tưởng ổng làm gì không ổng giật nha. Sao nữa rồi sao nữa? Mà ổng có cái cô lặng các bạn. Qua đúng rồi, nhà lắm đi chạy. Đúng rồi. Mà ổng biết ổng ảo nhạc hay gì á. Thì sao mà ổng quất. Ổng quất sao mà đụng chiếc xe xuống cây xăng chìm. Mà mấy bạn. Mấy bạn biết rồi, cái xăng đó là cái xăng mà bằng phà mấy bạn, biết không? Biết rồi. Ủa chứ sao chìm cái xăng ta nữa à? Qua bóng kéo cho cậu lại lôi cái xăng. Cái vậy là, đừng có làm tiểu quốc hoa đâu, không thể nào mà kể được bước được xe luôn cái game mình. Đặng nó nói rồi nha. Nó là nướng chín xong là đặng cho tao một củ đem về cho ai á. Đâu. Hồi nào tao đem á chứ mày đâu. Thôi, cuộc sống này đừng có viện minh ở đây hả, hiểu không? Anh ba chút đem cho về cho Vi. Dạ, cuộc sống này kìa. Anh em. Cuộc sống này. Đã cho tao cuộc hoang á. Ê nhá. Gì? Tao lấy củ này cho Vi nha, còn mẹ ăn mấy củ kia đi. Trời, tao nói nành à. Gì vậy? Tao nó Thanh. Ủa hai mày nói chuyện gì vậy? Nó đòi lấy củ khoai mì đó cho con Vi kìa. Lụm nó. Ăn có định cho con Vi ăn không? Rồi rồi đem khoai ra ăn đi, chín rồi đó. Con bò bò con gầy. Con bò bò lẻ. Nó bị bệnh mấy bạn không thông cảm. Ừ tôi lên. Không được. Ăn nè, ăn nè. Thôi đừng có tươi. Đừng. Tưới lên. Lấy mì ra đây. Từ. Nãy mày định đem về chai, mày đem về đi. Không nhăn đem về đi. Ăn đỡ mấy bạn ơi. Chứ có gì đâu mà không ăn đỡ. Sẵn Thật tài lanh nè. Sao nước gừng kia mày. Trời ơi, quả kia kìa. Ê, cái đó có gừng chín rồi đó. Nhát kìa. Quá khổ. Ây
Trời trời. Còn nào em chết thêm chân tao. Thôi các bạn ơi, bây giờ mấy anh em mình ăn chung cái đi rồi tạm biệt mấy bạn luôn nha. Chứ giờ có mì ăn không, mà mì ăn nổi thật là tài lanh nữa. Cho luôn vô. Anh đi thật đền đáp đây, giờ dẫn anh em đi ăn bún kêu. Ok ok. Được thật. Cũng có không? Rồi bây giờ có mấy anh em mình khá dài nha các bạn. Mấy anh em mình xin chào và hẹn gặp lại các bạn nha. Đừng quên cho mấy anh em mình một like và đăng ký để ủng hộ mấy nha. Mấy anh em mình nha các bạn. Liệu các bạn ơi, đi chung với Thượng Tí Kiết Liệu luôn. Bye bye các bạn. Bye bye.